Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón vị khách mời của tuần này. Đó là một nam ca sĩ với giọng hát ngọt ngào làm say đắm bao nhiêu con tim, trong đó có cả Hà Thu. Và theo chân Hà Thu để chào đón anh ấy nhé. Xin chào đón nam ca sĩ Nhật Tinh Anh. Xin chào anh. Chào. Em mời anh vào phòng khách ạ. Mời anh ngồi. Xin chào Hà Thu. Em chào anh. Anh Nhật Tinh Anh ơi, trước khi mà mình bắt đầu chương trình ấy, thì cho em xin một phút để thể hiện tấm lòng của em đối với anh. Tại vì em là fan hâm mộ của anh. Wow. Từ ngay từ cái bài ngày xưa mà Vật Trắng Khóc mà anh hát từ khi em còn nhỏ nhỏ xíu này là đã hát theo anh rồi. Wow, thích mà quá. Anh có thể tặng em cũng như quý vị khán giả một đoạn trong bài hát đó được không anh? Đây là một bài hát song ca của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Rất là may mắn khi được quý vị khán giả yêu mến đến tận bây giờ. Thì bây giờ hai anh em hay là hai mình là song ca luôn đi. Tôi... em có thù một tí xíu anh không? Anh hát đi chứ ngồi trước anh em run lắm, không khó hát được đâu. Okay, dạ. Để anh đợi em, để thử nha. Dạ. Okay. Thì thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, anh và em mỗi người một nơi. Ngày mai sau, dù gặp nhau, thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những em đẹp mà tình yêu khi xưa đã trao. Giấc mơ đâu. Ôi, anh làm em rung động sống lại với những cảm xúc ngày xưa quá. Nhưng mà em để ý một điều là từ ngay từ khi ngày xưa mà em coi anh trong những cái đĩa ca nhạc mà hồi đó còn chạy bằng đĩa luôn á, em chưa coi bằng internet luôn á, là em thấy anh và lúc đó y chang, không khác nhau cái gì hết. Wow. Thì em không biết là có một cái bí kíp nào trong việc chăm sóc nhan sắc cũng như trong việc ăn uống hàng ngày để anh có thể giữ được sức khỏe và vẻ bề ngoài của mình không anh? Về ăn uống chúng ta rất là quan trọng. Đúng, tại vì nó bên trong đúng không anh? Thật sự là chúng ta đẹp từ bên ngoài vào và từ bên trong ra, chúng ta phải giữ rất là kỹ. Yeah. Ngoài chúng ta tập thể dục hoặc là về tinh thần chúng ta phải luôn lạc quan. Yeah. Chúng ta nghĩ những cái chuyện mà nó lớn thành biến thành cho nó nhỏ lại. Còn về ăn uống thì chúng ta phải chọn lựa những cái thức ăn, những cái món ăn mà phù hợp với cơ thể của mình. Yeah. Ví dụ như là về ca hát của Nhật Tinh Anh thì chúng ta không ăn quá cay, hoặc là ăn những cái món mà về bổ phổi. Ví dụ như yến xào, hay là những cái món mà rau xanh thật nhiều. Và đặc biệt nếu mà bạn uống được nước trái cây sẽ giữ cho cái nét thanh xuân của bạn sẽ giữ mãi thật lâu. Dạ vâng, và ngay bây giờ thì anh hãy giúp em ghi tên hai món ăn mà anh muốn thưởng thức trong chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nhé. Ok. Cảm ơn anh. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu các món ăn cho anh thưởng thức trong ngày hôm nay nhé. Ok. Cùng chào đón bạn Nguyên Thảo và bạn Thảo Trâm. Xin mời hai bạn. Wow. Mời hai bạn ngồi. Dễ thương quá. Bây giờ hai bạn giới thiệu một chút về mình nhé. Em chào chị Hà Thu, chào anh Nhật Tinh Anh cùng tất cả quý khán giả. Em là Nguyên Thảo, 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên marketing. Wow. Đồng thời em cũng là diễn viên tự do. Wow. Diễn viên tự do, nhân viên marketing, rồi lại còn giỏi nấu ăn nữa. Một cô gái khá là hoàn hảo đúng không anh? Như Hà Thu thì Hà Thu mê ảnh là từ lúc mà ảnh hát Phần Trắng Khóc đó. Còn Thảo như thế nào? Có thể nói là cái tuổi thơ của em, rồi cả cái tuổi ô mai mơ của em, và cả đến bây giờ luôn á. Đổi bao nhiêu cái điện thoại thì những cái ca khúc Phần Trắng Khóc nè, Tình Yêu Mang Theo, Tình Yêu Diệu Kỳ vẫn luôn nằm trong kho nhạc của em. Wow, cảm ơn nhiều lắm. Trời ơi. Còn Thảo Trâm chia sẻ một chút về bản thân nhé. Em chào chị Hà Thu, em chào anh Nhật Tinh Anh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo Trâm, hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Triết học. Hà Thu đang cầm trên tay hai món ăn mà anh Nhật Tinh Anh muốn thưởng thức trong ngày hôm nay. Thì hai bạn phải vượt qua ba từ khóa ở trên màn hình, tương ứng với các câu hỏi và thử thách. Nếu bạn nào chiến thắng trong phần thi này thì sẽ giành quyền chọn một trong hai món ăn để thực hiện. Các bạn sẵn sàng để tham gia thử thách chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Hai bạn có 10 giây để viết cái phần trả lời của mình lên bảng, và sau 10 giây kết thúc thì bạn cùng xoay bảng ra cho quý vị khán giả cùng thấy nhé. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Lá nào mà anh lấy được sẽ làm chồng của em? Anh Nhật Tinh Anh chắc chắn sẽ biết câu trả lời. Biết rồi. Dạ. Đây là một câu hát rất nổi tiếng. Dạ. Hết giờ, mời các bạn giơ bảng. Yes. Câu trả lời của Nguyên Thảo là diêu bông. Câu trả lời của bạn Thảo Trâm là trâu. Đáp án là em đố ai tìm được lá diêu bông,
em xin lấy làm chồng. Lá diêu bông. Yeah. Chúc mừng Nguyên Thảo. Thôi, em cũng định trả lời là lá diêu bông nhưng mà em sợ bị trùng với chị nên thôi em trả lời lá trầu cho nó khác. Nên thôi em trả lời lá trầu cho nó khác. Chúng ta nhường câu hỏi đầu tiên đúng không? Nhường luôn, nhường luôn. Nguyên Thảo này, em có quyền được lật mở một trong ba từ khóa liên quan đến Nhật Tinh Anh và anh sẽ chia sẻ về từ khóa đó nhé. Dạ, em xin chọn số 2. Xin mời từ khóa số 2. Thời học sinh, bữa sáng và xe đạp chắc là liên quan tới một kỷ niệm nào đó đúng không anh? Xưa á, lúc mà mình đi học á, vẫn là đi bằng cái xe đạp. Buổi sáng á, thì anh thích ăn những cái món nước. Thì có một cái bữa tên anh ăn sáng xong thì đạp xe cảm thấy rất là mệt. Và ở đằng ở dưới lưng của anh nó giống như một cái gì nó lan lên cổ vậy đó. Thì sau này anh mới biết á, anh bị dị ứng bột ngọt. Tức là mình bị rất là mệt khi mà dùng bột ngọt quá nhiều á. Rồi sau bao nhiêu lâu thì anh mới phát hiện ra cái vấn đề đó? Thì anh nghĩ là phải 2-3 năm sau á, là khi mà anh đi lại bác sĩ gia đình á, mình chia sẻ vấn đề đó với lại bác sĩ gia đình á. Thì bác sĩ gia đình mới nói là à, thì ra là em bị dị ứng bột ngọt. Nhưng mà may mắn là sau này á, thì chúng ta có nhiều giống như là bột canh á. Dạ. À, nó có thể giảm bớt được cái bột ngọt đi. Thành ra là bây giờ anh ăn uống đỡ hơn rất là nhiều. Đó là một kỹ cho hai bạn. Khi bạn nấu ăn thì hạn chế bột ngọt và dùng bột canh thì sẽ tốt hơn, vì anh ấy bị dị ứng với bột ngọt nhé. Và từ khóa mà Nguyên Thảo vừa mở có một huy hiệu thần bếp. Vâng, huy hiệu thần bếp này sẽ mang lại một lợi thế cho Nguyên Thảo. Đó là khi mà bạn nấu nướng, bạn cần một sự trợ giúp nào thì anh Nhật Tinh Anh sẽ hỗ trợ bạn nhé. Yes. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đó là món ăn dân dã được coi là món ngon xứ Nghệ, chế biến từ mít non. Món ăn này tên gọi là gì? Hết giờ. Mời các bạn giơ bảng. Bí hầm thịt và bánh ít. Bánh ít đó em, nó không làm từ mít non. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra đáp án xem nhé. Món đó là món nhúc xuất phát từ Thanh Chương, Nghệ An. Nghe cũng khá là lạ đúng không? Đây là một món khá lạ đó. Ừ. Tại vì anh Nhật Tinh Anh đi biểu diễn khắp nơi á, Nam, Trung, Bắc đầy đủ dạ. hết. Nhưng mà chưa có dịp thưởng thức món này. À, hy vọng sắp tới là sẽ được đến đây để thưởng thức món nhúc không ạ? Dạ nhúc. Bây giờ tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin để hai người chơi cũng như anh Nhật Tinh Anh được biết thêm về món nhúc này nhé. Để chế biến được món nhúc thơm ngon, đầu tiên là mít non phải được gọt cái vỏ gai bên ngoài. Sau đó là rửa thật sạch cho hết cái phần nhựa của trái mít đi. Rồi phần ruột trắng bên trong sẽ được thái thành từng sợi nhỏ và dài rồi đem phơi nắng. Công đoạn cuối cùng là đem mít ướp muối với tỷ lệ vừa đủ, thêm chút ớt và gừng và vài khúc mía nhỏ. Rồi đem cho vào chum vại, ngâm. Tầm 5-6 ngày là món nhúc có thể ủ chua được. Ngấm gia vị và ăn quanh năm. Bây giờ vì cả hai bạn đều chưa có đáp án đúng cho nên là anh Nhật Tinh Anh sẽ giúp chúng ta mở từ khóa này nhé. Ok. Em mời anh. Anh chọn từ khóa nào ạ? Anh xin phép chọn từ khóa số 1 ạ. Xin mời từ khóa số 1. Chua xót một thân ba phần. Ngày xưa lúc nhỏ anh nhớ anh ăn ở ngoài trước cổng trường của mình á, hay có bán thơm á, cái trái thơm của mình á. Trái dứa. Nó có một cách gọi là thơm, dứa và khóm. Đó, nó có một cái tên, nó là một thân ba phần, dễ thương như thế. Thì khi mà từ nhỏ anh ăn cái món đó thì anh không hợp lắm, tại vì cái vị chua của nó đó làm cho anh bị xót bao tử. Mồ hôi một kê thì là đổ ròng ròng hết. Cái vị chua làm cho anh bị rùng mình. Hay là khi mà từ nhỏ anh ăn cái món thơm thơm sống á, anh không có dùng được lắm. Nhưng mà khi mà mình nấu canh chua hay là nấu chín đi á thì thơm anh vẫn dùng được. Đó là một cái kỷ niệm rất là dễ thương của anh. Đúng rồi, nếu ăn sống thì nó sẽ bị rát lưỡi và rất khó chịu. Và sau hai câu hỏi thì lợi thế vẫn tạm nghiêng về Nguyên Thảo với một câu trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến một thử thách. Và bây giờ mời anh Nhật Tinh Anh và hai bạn ra trước sân khấu để Hà Thu phổ biến thử thách của chúng ta nhé. Hà Thu sẽ đưa cho hai bạn hai chiếc bánh giò. Và hai bạn phải vừa bóc vừa ăn cái bánh giò đó. Trong lúc anh Nhật Tinh Anh quay mặt lại hướng bên tay phải của Hà Thu như thế này. Và anh ấy sẽ có thể đột nhiên quay lại bất cứ lúc nào. Và ngay lập tức lúc đó các bạn phải dừng việc ăn lại và pose dáng. Pose một dáng táo bạo nhất có thể, càng táo bạo càng được cộng điểm. Bạn nào vừa ăn xong chiếc bánh và về đích ở vị trí của anh Nhật Tinh Anh thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn nắm được luật chơi của chúng ta chưa? Dạ, dạ rồi. Anh Nhật Tinh Anh ơi, em nghĩ là hai bạn có dáng rất là đẹp cho nên là em nghĩ là anh nên thường xuyên quay lại một chút xíu để hai bạn thể hiện được cái vẻ đẹp của mình nha anh. Anh biết đây là một ca khó rồi, hai đứa cố gắng nha. Rồi bây giờ hai ba yeah nha, hai ba yeah, 3, 2, 1 bắt đầu.
Táo bạo lên thế nào, dáng đẹp lên. Wow, Thảo Trâm ơi, tuyệt vời. Good. Trời ơi, quá diễn luôn. Trời ơi, xuất sắc quá, trời ơi, dáng cái này là luôn. Anh ơi, siêu mẫu phải chờ thua siêu luôn á. Siêu diễn luôn. Đó. Rồi anh, em ơi. Em ơi. Thôi thôi, tội nghiệp em quá. Ăn hết chưa? Em ơi, em ăn hết bánh chưa? Thật sự mà cái động lực làm cho em chiến thắng trong cái thử thách này, à, em tự quy định cho em chiến thắng luôn nha. Em đi qua mà em chưa ăn, em đói. Ủa em đói. Tội nghiệp cô gái mà mình quá. Em ơi, cho chị hỏi là mình cũng có đam mê làm người mẫu không em? Dạ. Chứ chị là cũng có làm người mẫu một thời gian mà chị thấy em tào dáng vậy chị chào thua luôn á, chị không có dám luôn á. Em làm người mẫu chủ yếu là tại gia, ví dụ như mà đứng trước cái gương ở phòng tắm em hay đứng em làm gì xong rồi em tự khen em đẹp. Rồi nãy chị thấy em có một cái dáng táo bạo nhất là em nằm lăn xuống sàn đó. Tại vì như này, em bị rớt một miếng bánh xuống dưới sàn. Cái này là phạm quy. Và có một lỗi của em nữa là em làm cho bạn hoang mang quá, bạn không ăn được luôn. Bạn ngẹn, phải không em? Em chia sẻ cảm xúc một chút xíu nè. Dạ đúng rồi, em cảm giác là không biết mà tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng thương bạn này là coi như là rất là hết mình biết không? Tại vì cũng là muốn có tạo dáng đẹp, lạ, độc. Dạ. Và cũng muốn là chiến thắng một chút xíu. Là bây giờ chưa là... ăn nữa, tội nghiệp quá. Em chấp nhận em thua. Em tâm phục khẩu phục không? Dạ đúng rồi. Rồi chị cũng thấy vậy đó. Mình dạ. Đi trở về. Nên như vậy đúng không chị? Rồi. Mời hai bạn và anh Nhật Tinh Anh trở về phòng khách nhé. Và sau phần chiến thắng tuyệt đối ở thử thách thì em có quyền mở một từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 3. Biết bơi trong nước. Cái từ khóa này nó là một gửi gắm tới hai cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh rất là thích ăn hải sản đó nha. Thì cái món đầu tiên đó, anh làm phải mua hải sản về. Wow. Anh phải làm một là lẩu hải sản, còn hai là phải làm một cái món giống như là tôm cua hay gì đó anh ăn để nhớ, tại vì anh thèm dữ lắm. Nãy thì Thảo Trâm chia sẻ là bạn ấy có sở trường về hải sản rồi đó, còn hải sản có phải là một cái lợi thế cho em không? Dạ, gọi là hiểu biết nhiều về hải sản thì không có, nhưng mà sở thích thì em cũng rất là thích ăn hải sản. Wow. Và thích nấu hải sản. Dạ. Điều đó mới quan trọng nha. Dạ. Bây giờ thì hai bạn đang tạm có kết quả đều nhau sau hai câu hỏi và một thử thách. Thì bây giờ chúng ta phải đến với một thử thách phụ nhưng mà cam go hơn cái thử thách hồi nãy nữa để giành ra người chiến thắng. Mình ăn 10 cái bánh giò luôn hả chị? Chị trước khi thi cho em chịu thua luôn. Em thua luôn đúng không? Không ăn bánh giò nữa em à. Bây giờ thử thách của chúng ta sẽ là quẳng tù tì. Wow. 1, 2, 3. Phải ra cùng nhau nha. Em thắng rồi đó. Em vẫn không biết là em thắng luôn. Giờ ra là em khởi động cơ tay cái chưa gì hết, cái chị ra cái búa cái em cho nó là cái bao, cái em bao luôn em thắng. Tại vậy em khởi động cơ tay cái ra như vậy là thắng. Thắng cái á là nó là chơi rồi đó, còn ví dụ thua cái là kêu em chưa, em mới xè tay ra em. Đúng rồi, chính xác. Và Thảo Trâm em đã có quyền chọn một trong hai món ăn mà anh Nhật Tinh Anh đã ghi ra đây. Wow. Bao gồm cua rang me và cơm chiên hải sản đều liên quan tới hải sản hết. Em sẽ chọn món cua rang me tại vì trong đó có me. Để nó cũng là một cái món ăn có vị chua để thử thách xem cái mà anh Nhật Tinh Anh bị kiểu hơi bị dị ứng bị với nó đó, thì đúng rồi. Em có thể hoàn thành được tốt hay không? Dạ, cố lên nhé. Em nhớ hạn chế độ chua nhé. Yes. Rồi vậy là em sẽ chọn món cua rang me. Yeah. Rồi. Và em sẽ chọn, bắt buộc phải chọn cơm chiên hải sản, đúng không? Đây có phải là sở trường của em không? Không chắc là mình có thể làm tốt nhất, nhưng mà em rất là thích làm những cái món cơm chiên như thế này. Nãy là Thảo Trâm có chia sẻ là cua rang me nó khó tại vì nó có độ chua, bạn phải cân bằng. Nhưng mà cái cơm chiên hải sản này là cái món mình rất hay ăn nhưng không hề đúng dễ rồi. Đúng không anh? Không hề đơn giản nha. Cái cơm chiên á, nó mềm quá thì đúng nó lại rồi. Bị ngán, nó không ngon. Mà đúng. Khô quá thì ngẹn, không chính ăn được xác. Và hải sản thì phải tươi, phải làm sao cho gia vị vừa đủ. Dạ. Hai món đều là hai thử thách. Thảo Trâm chọn một trong hai gian bếp bên trái và bên phải để thực hiện món ăn của mình nhé. Em chọn bên trái. Rồi, ok. Vậy thì Nguyên Thảo sẽ dùng bếp phải nhé. Dạ. Chúng ta vừa trải qua phần 1 của chương trình, đó là khám phá khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để bắt đầu phần 2 của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Trở lại với phần 2 của chương trình khẩu vị ngôi sao mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao.
Ai trong hai bạn có thích ăn nha đam hay là dùng nha đam để làm đẹp không? Em rất là thích. Dạ em rất thích. Em đã chọn gian bếp trái đúng không? Thì gian bếp trái có phần thử thách cho em dùng tay của em ngâm vào nha đam. Sau đó em dùng bao tay bọc tay mình lại và giữ cái bao tay đó trong suốt quá trình nấu ăn. Thì lúc đó da của em, da tay của em sẽ được đắp mặt nạ và nghỉ ngơi trong lúc em nấu ăn. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy là mình không thích nha đam nữa. Thôi, em sẽ được đắp mặt nạ da chân. Da chân. Phía dưới em là một đôi giày đi mưa, trong đó có chứa nha đam. Và em phải đi đôi giày này vừa đi vừa nấu ăn, vừa đi vừa nấu ăn và vừa đắp mặt nạ cho chân. Dạ, em thấy thế nào? Em cũng hết thích nha đam rồi. Và Hà Thu có một điều muốn phổ biến với hai bạn trước khi chúng ta thực hiện món ăn nữa là trên một số nguyên liệu thì sẽ có một số thử thách. Thử thách đó không phải dành cho các bạn mà dành cho khách mời của chúng ta là anh Nhật Tinh Anh, để anh có thể hỗ trợ các bạn. Nếu lúc nào các bạn cần dùng một cái nguyên liệu nào đó mà có thử thách ở trên đó thì các bạn phải nhờ sự giúp đỡ từ anh Nhật Tinh Anh. Dạ. Và bây giờ hai em có 20 phút để thực hiện món ăn của mình. 3, 2, 1, xin mời. Anh Nhật Tinh Anh ơi, em mời anh ra phòng khách để nghỉ ngơi một chút để các bạn có thể tập trung hơn trong việc nấu nướng nhé. Trong lúc chờ nấu ăn thì anh em mình tâm sự chút anh ha. Trong gian vừa qua thì anh vừa mới phát hành một cái single là về cổ trang. Wow. Cái bài hát được mang tên là Bỏ Không Được Vương Cũng Chẳng Đành. Em chớn quá. Dạ. Em chớn quá Em cần trợ giúp ạ. Mời Nguyên Thảo em đọc thử thách của mình nhé. Bạn hãy nhờ khách mời thực hiện thử thách sau: bịt mắt và xỏ 5 sâu đổ bắp trong 30 giây. Wow. Rồi lấy thêm một cái anh. Rồi, chuyên nghiệp quá. Anh được một cây rồi. Cố lên anh ơi. Rồi, hai cái. Rồi, ba cái. Ok. Bốn cái. Wow. Yeah. Hoàn thành xuất sắc 5 sâu đổ bắp. Em xin nhờ quyền trợ giúp. Rồi, lại tiếp tục anh ơi. Tiếp nữa hả? Dạ em xin nhờ trợ giúp của khách mời thực hiện giùm em thử thách, đó là ngồi trên thú nhúng, vừa nhúng quanh sân khấu vừa hát một bài hát bất kỳ. Đây phải không? Dạ. 2, 3, bắt đầu. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đừng đi, lẽ em tuôn nước mí mơ rằng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Wow, trời ơi. Thank you. Wow. Không thể tìm ra một giọng ca mà vừa nhúng mà vừa hát hay như vậy. Trời ơi, xuất sắc quá anh. Sau khi chơi thú nhúng thì anh có thấy sảng khoái hơn chút nào không anh? Thì anh có thường xuyên tập thể dục á. Dạ. Thành ra và một khi mà trên sân khấu anh hát, anh hay di chuyển rất là nhiều. Thử thách là thú nhúng nhưng mà anh nghĩ là mình hát nó cũng không đến nỗi mà quá là... Chị Hà Thu ơi, em cần thử thách nữa hả em? Dạ đúng rồi. Mời em. Bạn hãy nhờ khách mời thực hiện thử thách sau: nói một câu thả thính có tên gọi của loại gia vị đang cần dùng. Và gia vị em cần dùng là gì? Dạ dầu hào. Anh ơi, thả thính có phải là nghề của anh không? Cà khó. Anh, bây giờ Nguyên Thảo đang rất là nóng nè, và chân thì đi trơn nè. Bây giờ anh có thể thả thính một câu nào với dầu hào để tiếp thêm năng lượng cho bạn ấy không? Thảo ơi, em có thể dừng một giây lát để nhận câu thính của anh không? Cơm chiên mà thiếu dầu hào. Wow. Như anh đang thiếu lối vào tim em, lối vào tim em. À, tôi là người không được nhận thính trực tiếp mà chị cũng đau tim luôn, cảm giác em thế nào? Tràn đầy năng lượng. Dạ. Chưa? Thấu tận tâm can. Thấu tận tâm can. Thính mà thính chất nha, vì em đang nấu cơm chiên. Em mém khét luôn á chị. Chết. Phải nấu thật ngon đó nha. Anh ơi, bây giờ em đang rất cần một cái thính để thả. Bây giờ anh có thể ra ngoài và cho em copy một chút không? Ok. Dạ, mời anh.
mặc dù là chưa thưởng thức nhưng mà nhìn cái cách trang trí của hai bạn ấy rất là hấp dẫn đúng không anh? Đúng rồi, anh thấy bạn Thảo Trâm á làm cua cũng rất là ngon nha. Cái màu sốt này, và sau khi bạn làm xong bạn xếp lại được cái hình con cua giống như lúc đầu á. Dạ, đó lúc mà anh đứng qua gần thì bạn mới xếp được đó anh. Lúc em đứng gần bạn xách dạ động lực đó. Không xếp ra được con cua luôn á. Còn bên cơm chiên thì có bốn trái tim rồi, quá đẹp. Làm như là lúc nãy anh thả thính em mà bây giờ như thả thính lại anh đúng không? Dạ. À bây giờ anh xin phép thử món cơm trước nha. Dạ, mời anh. Rồi. Này, phục vụ khách. Rồi, à, okay, mời anh. Em này em thấy ngon rồi đó. Thấy ngon rồi đó. Ở trong đây á, bạn chiên cơm bạn có để gạo lứt không ạ? Dạ đúng rồi. Gạo lứt không ạ? Dạ, có một phần gạo lứt đã được sấy giòn. Cho nên ăn nó rất là giòn, nó có vị. Đó là một cái bí kíp rất là hay nha. Mời anh dùng nước dạ, mời anh thôi, anh được ăn. Ok, anh sẽ dùng món gói nhé. Rồi. Rồi. Anh Nhật Anh ơi, em nghĩ là món này là mình nên dùng bó tay để đúng mình rồi. Ăn thì nó sẽ ngon hơn đúng không anh? Rồi. Cho chị dành chăm sóc anh chút nha, hai đứa đừng buồn nha. Anh cũng giúp em chút xíu nha. Đầu tiên anh muốn thử cái sốt trước. Cái sốt của mình nó hơi bị chua nhỉ. Nó hơi bị chua. Ban đầu thì anh có chia sẻ là anh không ăn được quá cay, quá chua nó ảnh hưởng tới giọng hát đúng không? Như là cái bao tử của anh á. Nó có hai điều, cái thứ nhất đó là của mình nó hơi bị chua nhẹ. Cái thứ hai là trong cái chua nó lại có thêm cái vị mặn. Là em đậm đà quá đó em. Em mặn quá mà. Xíu. Em mặn em. Nhưng mà anh có thể thông cảm chút xíu là tại vì sao bạn cái này bị bạn bị cái tay á. Dạ. Thương quá tại vì lúc mà bạn làm cái tay nó có cái lô hội á, nó có cái nhà đam nó có bị cái sụp xịt hoài à. Bạn đổ chút muối thôi nhưng mà nó bị trượt tay anh. Cái khi mà bạn làm cua á, bạn phải nhớ giúp giùm anh là bạn lấy cái yếm này ra. Đó là tại vì khi mà mình dùng cua mà nếu mà có yếm trong đây là mình nó sẽ hơi khó chút xíu. Thêm một kinh nghiệm làm cua đấy nhá. Cua thì chín vừa. Sau khi mà thưởng thức hai món rồi thì Nhật Quỳnh Anh đã có quyết định riêng cho mình. Dạ. Yeah. Thật sự là khi mà hai bạn đến đây á thì bạn nào cũng đã cố gắng rất là nhiều. Thành ra là mình chỉ xê xích nhau có một chút xíu thôi. Và anh nghĩ là món ăn của hai bạn cũng gần được như nhau rồi nhưng mà nó sẽ hơi nghiêng về một bạn một chút xíu. Phần thắng ngày hôm nay chắc chắn sẽ nghiêng về bé Nguyên Thảo. Nguyên Thảo. Wow, yeah. Chúc mừng em. Còn bé ngày hôm nay cũng đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà anh nghĩ lần sau chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm nho nhỏ để làm cho món ăn sẽ ngon hơn nhiều nhé. Làm sao nó bỏ tim vô, người ta bỏ bốn cái tim, mình có tim nào hết, làm sao lại. Em nghĩ là trái tim nằm ở đây là trái tim lớn nhất và đầy tình yêu thương nhất rồi. Trời ơi, xịu quá. Vâng, vậy là phần chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về món cơm chiên của bạn Nguyên Thảo. Chúc mừng em. Anh Nhật Tinh Anh ơi, anh giúp em trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng và một phần thưởng dành cho Nguyên Thảo nhé. Rồi, ok. Đây. Rồi, chúc mừng bé Nguyên Thảo nha. Dạ, cảm ơn Nguyên Thảo. Rất là ngon, cơm em rất ngon. Và cũng một phần quà cho Thảo Trâm anh nhé. Rồi, gửi cho Thảo Trâm nha, cố gắng lên. Nguyên Thảo ơi, cảm giác của người chiến thắng như thế nào? Dạ, em rất vui khi mà có thể tham gia chương trình và càng vui hơn nữa khi anh Nhật Tinh thích món ăn của em nấu. Wow. Em thì không dám nhận mình là người giỏi nấu ăn. Nhưng mà em rất là thích nấu ăn bởi vì khi mà mình nấu ăn cho bản thân mình là mình yêu bản thân mình. Và khi mà mình nấu ăn cho những người mà mình yêu thương đó là cách tốt nhất thể hiện tình yêu của mình dành cho họ. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn đã mang đến những món ăn rất tuyệt vời cho anh Nhật Tinh Anh cũng như chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.